mời công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Mayland hiện thực hóa quyết tâm ứng dụng công nghệ 4.0 bằng nền tảng quản lý khách hàng và nguồn hàng dành riêng cho nhà môi giới bất động sản May CRM, giúp tìm kiếm nhu cầu, khớp nhu cầu, chăm sóc khách hàng và quản lý công việc. Chúc mừng công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Xin kính mời công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG. Tiền thân là xí nghiệp May Bắc Thái, TNG đã sớm triển khai số hóa toàn bộ quy trình trên phần mềm và đã xây dựng thành công giải pháp hoạch định quản trị doanh nghiệp vào công tác quản lý và điều hành sản xuất. Xin chúc mừng công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Mạnh Tiến, ông Nguyễn Quân. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng chụp ảnh lưu niệm và chúc mừng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc Việt Nam 2021. Và xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng các đơn vị ưu tú của chúng ta được vinh danh trên sân khấu của lễ trao giải thưởng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Tiến, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quân và xin được chúc mừng các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc Việt Nam.